Trong khuôn khổ bảng A, đại diện đến từ Thái Lan Thammasat Stadium đã có khởi đầu thuận lợi khi dễ dàng vượt qua Thái Sơn Bắc với tỷ số 3-2. Dù vậy, đội bóng đến từ xứ sở Chùa Vàng đã không thể chiếm được ngôi nhất bảng, bởi sau đó Sahako cũng đã giành trọn 3 điểm nhưng có hiệu số tốt hơn nhờ chiến thắng 3-0 trước Cao Bằng, trong đó có cú đúp bàn thắng của Chu Văn Tiến. Ở bảng B, Malaysia mặc dù có nền futsal không mạnh bằng Việt Nam, nhưng nhà vô địch của họ là Selangor Mark đã chứng tỏ được sức mạnh của mình trong ngày ra quân khi thắng Sabinet Khánh Hòa với tỷ số 3-0 nhờ sự tỏa sáng của chân sút người Brazil Matheus Silva khi đóng góp 2 bàn cho đại diện của Malaysia.